Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Đi chỗ khác đi. Đi mau lên. Cầu cho cô được an nghỉ. Cầu xin cô tha lỗi cho tôi. Anh vẫn chưa thay đồ nữa sao? Chúng ta phải tới buổi đấu giá trước 9 giờ đó anh. Em đi trước đi. Nhưng lâu rồi chúng ta không đi sự kiện cùng nhau. Có vấn đề gì đâu. Dù sao thì em cũng chính là vợ hợp pháp của anh kia mà. Sẽ không có ai bàn tán gì em hết. Vậy thì không chắc được đâu. Nếu như mọi người biết về quá khứ của anh, họ sẽ không chỉ bàn tán, mà họ sẽ còn đào bới và chăm chọc anh nữa kìa. Ừ.
Ôi. Sau khi xong việc ở Pattaya, con sẽ tới kiểm tra khu đất ở Saraburi. Ồ, là ngày mai con không tới văn phòng chung với ba mẹ sao? Con muốn đẩy nhanh tiến độ dự án trước ba, để lúc con đến thì không có ai có thể mắng con được. Ai có thể mắng con đây? Con là con trai của ba mà. Nhưng mà người trong công ty không nghĩ vậy đâu ba. Họ chỉ nghĩ con là trẻ mồ côi, là con nuôi của ba. Con không phải là người phù hợp để điều hành công ty cùng ba. Con đừng có nói như vậy chứ. Con chính là con trai của ba và mẹ, là người kế thừa duy nhất của nhà khỉ tỷ Fanikun. Phải. Con không nên nghĩ như vậy đâu. Cho dù con không có quan hệ huyết thống với ba và mẹ đi nữa, nhưng ba và mẹ đã nuôi con hơn 20 năm nay rồi. Ba yêu con như con đẻ, ba không coi con là người ngoài. Dạ. Con đi nha ba mẹ. Ờ. Đi đi con. Nhớ lái xe cẩn thận đó. Pattaya. Sẵn sàng chưa cậu Akani? Đã sẵn sàng từ hôm qua rồi. Đi thôi Stephen. Cùng đi nào. Nghĩ ngầu lắm hả? Tao sẽ làm mày chìm nghiễm luôn. Có vẻ cano của anh không được khỏe lắm thì phải. Vừa nãy anh không lái nghiêm túc thôi mà. Bởi nếu anh lái nghiêm túc thì chuyện đã khác rồi. Cậu ta là con trai của chủ tịch. Nếu cậu ta thu một cấp dưới như anh thì không được hay ho cho lắm. Làm con trai nuôi đã đủ khổ rồi mà, có phải ba ruột đâu. Anh thấy tội nghiệp. Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng cậu tự thương mình trước đi. Bọn anh chỉ nói đùa thôi à. Đây là số tài liệu cũ ở xưởng du thuyền. Chúng tôi định bỏ hết đi, vì một lát nữa thợ máy sẽ tới để cải tạo lại. Cậu chủ xem nên giữ hay vứt thứ gì đi, sau đó tôi sẽ tới dọn dẹp. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Tỉnh Saraburi. Ừ.
Tránh ra. Tất cả chúng tôi sẽ không nhượng bộ cho tới khi được chấp thuận. Đúng rồi. Phải đúng lắm. Đúng lắm. Phải cho tới khi bọn tôi được chấp thuận. Phải nhượng bộ. Không nhượng bộ. Phải rồi. Phải đó. Nhìn đi. Mọi người hãy nhìn kỹ đi. Đống đồ bảo hộ kém chất lượng này không biết đã làm cho bao nhiêu người bị thương trong quá trình làm việc rồi. Cứ tiếp tục như vậy không thể nào chấp nhận được. Phải. Không chấp nhận được. Không chấp nhận được. Tất cả quay trở lại làm việc ngay. Nếu không, tôi sẽ nói với bà chủ sa thải hết các người. Ông nghĩ bà chủ sẽ nghe lời ông chắc? Vậy thì cứ sa thải đi, sa thải hết tất cả chúng tôi đi. Nhưng mà đừng có quên trả tiền bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà chúng tôi đã chịu trong suốt thời gian qua. Nếu không thì chúng tôi sẽ kiện đó. Ông có dám chịu trách nhiệm không? Hả? Trả được không? Trả được không? Trả được không hả? Trả được không? Trả được không? Ra ngoài đi. Ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Tôi kiểm đến bà thôi. Nếu không giải tán hết thì tôi sẽ xử lý toàn bộ các người. Không, 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 không nhượng bộ. Không, mọi người đừng nhượng bộ. Đừng, không sợ, không nhượng bộ. Chúng tôi nhất định không nhượng bộ. Đừng nhượng bộ. Không nhượng bộ. Không nhượng bộ. Không nhượng bộ. Cô Lada, cô Lada. Sao, lại có chuyện gì? Linh, con gái của cô lại gây chuyện rồi đó. Hả? Ơi, mẹ đợi con đây vậy? Hắn gây sự trước đó. Cầm tiền này rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Cô đuổi cả con luôn hả? Mà con có làm gì sai đâu cô. Trong chuyện này, quản lý chết chay đây mới là người phải chịu trách nhiệm. Tôi không có làm gì sai hết. Công nhân nộp đơn khiếu nại an toàn vì đồ bảo hộ quá kém chất lượng. Có tới 30 trường hợp. Nhưng mà ông đã giấu chúng mình dưới bàn, không báo cáo chúng tôi biết. Tham nhũng. Ông ta để tụi con dùng đồ bảo hộ kém chất lượng thì làm sao dám báo cáo đây chứ. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Nè, anh giúp cho. Em cảm ơn. Sao anh làm vậy, đau muốn chết à? Đáng đời lắm đó. Nè Linh à, lần sau nếu có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết trước. Đừng có đánh nhau như đàn ông vậy được không? Làm như vậy rất nguy hiểm đó. Em nói cho anh biết, vụ này không chỉ mỗi mình quản lý gian lận đâu nha. Anh nghĩ coi, nếu như em không chọn cách biểu tình như thế này á hả, thì sẽ có thêm rất nhiều kẻ khác thoát tội nữa đó. Hơn nữa nha, nếu như xui xui có người chết trong nhà máy lúc làm việc bởi vì những bộ đồ bảo hộ không đảm bảo chất lượng, thì bà chủ sẽ là người gặp rắc rối lớn nhất. Thì ra em lo cho mẹ của anh hả?
cảm ơn nha. Thì cũng tại vì em lo cho mọi người thôi. Hôm nay em cảm ơn anh Prince nhiều nha. Và cũng xin lỗi anh nhiều nữa. Được rồi, không sao đâu. Xong hết rồi. Thưa mẹ, con đã cảnh báo toàn bộ những công nhân ở đây rồi mẹ. Con nói nếu như có vấn đề gì thì cứ trực tiếp gửi đơn cho chúng ta, không cần phải biểu tình như vậy nữa đâu. Nếu như không có người xúi giục bọn họ thì sẽ không ai làm như vậy đâu. Thực ra thì Linh là người khá bướng bỉnh, nhưng mà cô ấy thật sự rất tốt bụng đó. Mẹ biết là Prin quý Linh như em gái vì cả hai quen nhau từ nhỏ. Nhưng dù sao thì Salin cũng chỉ là một nhân viên. Con đừng quá binh vực con bé như vậy. Những người khác sẽ nghĩ là con không công bằng với nhân viên và không biết cách quản lý. Dạ. Và đây là báo cáo tài chính trong 5 năm qua. Cảm ơn. Dạ, tôi thay mặt Lim xin lỗi. Cô đó nên dạy bảo con gái cho cẩn thận chứ keo ta. Tôi biết con bé từ khi nó còn nhỏ, những chuyện nhỏ thì tôi đều có thể hiểu và bỏ qua được bởi tôi thương cô. Nhưng Linh lúc nào cũng coi mình là bà chủ, biểu tình hết cái này tới cái nọ như vậy rất là quá đáng đó. Nó đừng nghĩ là có Brin chống lưng cho nó. Dạ bà chủ. Nhưng nếu như Linh có bạn trai thì có thể con bé sẽ trầm tĩnh hơn. Cô nhìn Rin đi, con gái theo đuổi nó nhiều như vậy. Có vài người tốt nghiệp ở Anh và ở Mỹ. Vài người là con gái của chủ thầu xây dựng, đều là trăm anh thế phiệt. Vậy còn Linh đã để ý ai chưa hả? Như là quản lý hay đồng nghiệp chẳng hạn. Như vậy sẽ tương xứng về địa vị, xứng đôi về tầng lớp thì mối quan hệ sẽ lâu dài. Nè, Linh, quà năm mới nè. Có thật không đó? Em nhận đi. Cái gì vậy ta? Mở ra thử đi, xem có thích không nào. Ôi, dễ thương quá à. Đẹp quá đi anh ơi, nhìn nó có vẻ đắt tiền lắm á. Có thích không? Đương nhiên là thích chứ. Để em đeo thử coi như thế nào. Vừa như in luôn á. Cảm ơn anh Prin nhiều nha. Ủa, rồi đeo vô sao ta? Đưa đây, để anh giúp. Nó đeo như thế nào vậy? Khó ghê ta. Đây, như vậy nè. Thì ra là phải làm như vậy. Đeo như vậy đó. Nè, chúc em có thật nhiều niềm vui trong năm mới. Chúc em có nhiều sức khỏe,
không đau, không ốm, không bệnh tật. Và đừng có đánh nhau với đàn ông nữa. Thì ra là anh đang gián tiếp mắng em á hả? Cái đó gọi là khuyên. Em hung hăng thật đó. Nhìn em đi, em nhỏ bé như vậy, sao có thể đánh nhau với người ta được? Sai, kích thước không có quan trọng, quan trọng chính là tấm lòng. Nhìn em kìa, cái đầu sưng luôn. Có chút thôi à. Lỡ như bị nặng hơn thì sao đây? Có sao đâu. Mẹ vẫn chưa hết giận con sao? Thôi mà mẹ, anh Prince nói là đã bắt được hết bọn gian lận đó rồi, con mừng quá à. Là cậu Prince, từ giờ phải gọi là cậu Prince. Ồ, con gọi anh ấy là anh từ nhỏ tới giờ rồi mà. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi, lớn rồi thì phải biết cái gì nên làm và không nên. Cậu ấy là cấp trên của con phải biết thân biết phận đi. Đừng làm phiền cậu ấy nhiều quá, hiểu chưa? Con đã hiểu ý của mẹ là gì rồi. Hiểu rồi thì tốt. Cách sống của người giàu có không có giống như chúng ta đâu. Người giàu họ có cuộc sống mà chúng ta không bao giờ hiểu được. Ê, tới rồi chị, tới rồi kìa. Tới rồi. Anh ấy đẹp trai quá à. Ôi. Wow. À, xin chào. Xin chào cô. Anh ấy chào tôi đó. Anh chào tôi mà. Anh tôi kìa đó chứ. Chào tôi đó, chào cô nào chứ. Là ai vậy? Anh ấy là con trai của chủ tịch mới từ Mỹ về á. Anh ấy là người trong bọn của tụi em. Trời. Trời, coi ảnh kìa, đẹp trai phong độ quá à. Em thích chứ? Dạ thích. Cảm ơn anh nhiều. Mẹ bị làm sao vậy? Không có. Mẹ lại nhớ ba của con chứ gì? Ông ấy đã bỏ rơi chúng ta, không thèm quan tâm tới chúng ta nữa rồi. Mẹ còn nhớ tới ông ấy làm gì nữa chứ? Ba con không phải bỏ rơi chúng ta. Ông ấy là người tốt. Vậy thì tại sao ông ấy không sống cùng chúng ta chứ? Lý do là gì vậy mẹ? Sao cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này là mẹ lại bỏ đi vậy? Con cũng cần hiểu mà.
Thép nó vừa bay tới Chiang Mai để kiểm tra bất động sản nên về hơi trễ một chút đó anh. Con vừa bay về từ Bắc Thái Gia mà mẹ. Hiện tại bây giờ thép đang tiến hành một dự án mới là cho thuê bất động sản ở Nibak Chuang Gan. À, anh Thiết à, còn dự án chung cư của Preo ở Chonburi và Hua Hin nữa. Anh Thiết thấy sao hả anh? Con đã thỏa thuận với Chonburi rồi thưa bác. Và con thấy vị trí rất tốt. Nhưng mà có vẻ công ty đối thủ cũng đang để mắt tới nó. Vì vậy con muốn bác phê duyệt ngân sách cho con. Như vậy con có thể mua được trước. Để bác xem xét đã. Trời ơi, sao dự án của cháu ruột anh mà anh lại phải suy nghĩ lâu như vậy hả anh Thiết? Trong khi dự án của người ngoài thì anh không nghĩ lâu chút nào hết trơn. Nếu như cô nói ạ, thì cô lầm rồi đó. Ặc là con trai của chủ tịch, sao lại là người ngoài được? Những người ngồi ở đây mới chính là người ngoài. Cậu Ặc đang đầu tư hơn 1 tỷ có phải hay không? Nghe nói là cậu ấy cũng đang muốn mua đất ở đâu đó. Cái gì chứ? Đầu tư một chút cho dự án đầu tiên sao? Có quá nhiều không đó? Không có nhiều quá đâu. Đừng quên rằng Ặc là người thừa kế công ty của ba và sẽ tiếp quản tập đoàn Ki Tị Phanit. Tôi chỉ thắc mắc và lo lắng, sợ cậu ta sẽ làm hỏng việc, sau đó anh tôi sẽ phải giải thích với các cổ đông khác nữa. Anh nhận con nuôi làm gì chứ? Yêu thương cậu ta còn dung giải nhiều tiền như vậy vì cậu ta. Anh Thiết cần cân nhắc dự án của cậu Ặc cho kỹ đó. Bởi vì chúng ta không biết cậu ta có phải bù nhìn hay không. Không chừng có người đang đứng đằng sau giật dây cũng nên. Cảm ơn em đã lo lắng, nhưng mà không cần đâu. Nếu dự án của nó có gì sai sót thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Saraburi. Khu đất này rộng 200 mẫu, có giá là 300 triệu. Phía trước là đường cái, còn phía sau là núi. Anh nói chủ đất đợi giúp tôi 2 tuần. Để chủ tịch tới xem rồi chúng tôi sẽ trả lời chính thức. Dạ được. Sao vậy nè? Có cần tôi giúp không? Thank you.
thử nổ máy đi. Nè anh gì ơi, cầm. Đợi một chút, tôi tới ngay. Dạ con cảm ơn. Đảm bảo là cơm ngon lắm luôn. Cảm ơn cô nhiều rất nhiều. Nhìn cơm ngon quá đi, cơm ngon quá. Ăn đi. Nghĩ cái gì vậy? Dạ. Em chỉ đang nghĩ tới Liêm thôi. Em thấy lo nhiều chuyện lắm. Chuyện về cậu Rin có phải không? Tôi cũng thấy là hình như cậu Rin có vẻ cũng thích cô Liêm lắm đó. Cậu ấy đặc biệt quan tâm tới con bé. Nè, nếu như cậu ấy thật lòng với lại con bé thì cô tính thế nào? Trời ơi, chị Chuông à, sao có chuyện đó được? Tầng lớp khác mà chị. Nè, hỏi thật nha, ba của nhỏ Liêm không phải là người bình thường có đúng hay không? Ông cũng là một người gia thế giàu có như cậu Rin có phải không? Chào ba. Chuyện đất đai ở Saraburi thế nào rồi con? Dạ ổn ba. Con nghĩ nếu xây khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường cho những du khách muốn nghỉ ngơi ở một nơi không xa Bangkok, họ sẽ rất thích đó. Được rồi. Con muốn ba tới xem mảnh đất trước. Sao phải đưa ra quyết định à? Tự tin lên chàng trai. Nhiều tiền vậy mà, con muốn ba phải duyệt trước. Để ba kêu Danai kiểm tra lịch trình. Khi nào ba rảnh thì chúng ta sẽ cùng đi. Dạ. Còn cái này nữa. Ồ, bức ảnh này xưa lắm rồi. Con lấy đâu ra vậy? Con tìm thấy trong album cũ ở câu lạc bộ du thuyền. Con nghe nói là ba có 7 chiếc thuyền, nhưng mà con chỉ thấy có 6 chiếc thôi. Con luôn thắc mắc một chiếc nữa đâu rồi. Là cái này phải không ba? Ladawan. Cái tên rất hay đó. Đúng. Con đang nghĩ tới việc đưa số ảnh này vào video quảng bá. Cũng được đó. Sau khi scan xong thì nhớ đưa lại cho ba nha. Dạ được. Ok. Thank you.
La Đa Quan. Giống tên của em mà. Phải. Con thuyền này, nó chính là của em đó. Sao vậy? Bác sĩ bắt Thanh Á tới rồi. Ồ, được rồi. Chờ một chút. Loại vitamin mới này giúp tăng cường hệ miễn dịch, nhưng ông phải kết hợp với luyện tập để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tim lần thứ hai. Và cuộc phẫu thuật tim lần hai này sẽ nguy hiểm hơn lần một rất nhiều. Được rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không có gì đâu. Vào đi. Ông chủ ơi, có chuyện lớn rồi đó.